Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Em làm clip giới thiệu đến các anh bộ set sản phẩm của Lubinsky, một mẫu đến từ nhãn hiệu Lubinsky, nhãn hiệu chuyên cho dành cho phụ kiện xì gà, thuốc sợi, rất là đẹp cũng như là giá cả vừa phải, phù hợp với lại nhiều anh. Bộ sản phẩm hôm nay thì có hộp hai lớp rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp luôn. Ở cái mẫu này thì có mã hàng là T108 TZ108, thì mã hàng em để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi đặt hàng các anh vui lòng nhớ hộ em chính xác mã sản phẩm để em giao hàng đến nơi được đúng ý của mình. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 108 để xem thông tin chi tiết về từng sản phẩm một trong cái bộ set này ở trên website, cũng như là xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Ở đây thì các anh vui lòng bật chế độ Full HD lên để xem giúp em. Ở đây thì có một cái nhãn hiệu logo của Lubinsky, và chúng ta có 6 món đồ, thực chất 6 món nhưng chúng ta có 7 món nhé. Ở đây thì điều đầu tiên đó là em muốn nói đến, đây là một set đồng màu, gam màu đen và được pha với sợi carbon, rất là ấn tượng, cũng như là rất là thời trang, cũng phong cách và thời thượng, cũng là rất là sang trọng. Đây là một ống đựng xì gà 2 điếu carbon, rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ luôn. Nhẹ lắm các anh ạ, cực kỳ thích, cầm trên tay cực kỳ thích, rất nhẹ. Hai điếu này phù hợp với lại rất là nhiều ring size phổ thông hiện nay, chính vì vậy các anh không cần phải có lo lắng về không hợp phù hợp với lại ring size của mình. Cái ống này phù hợp với các anh hay di chuyển ra ngoài, đi cà phê vẫn bạn bè, mình cầm rất là phong cách và rất là sành điệu, cũng như là cái điều quan trọng là mình giữ được trọn cái hương vị xì gà ra ngoài không bị khô đó. Hai điếu ở đây thì các anh có thể bù ẩm, bù nước cất ở trong này đấy, van xoáy đây, các anh có thể bù ẩm ở đây, bù nước cất ạ. Cái họa tiết carbon rất là được ưa chuộng và yêu thích logo của nhãn hàng. Tiếp theo là một chiếc tẩu phù hợp với ring size, chiếc tẩu đen trơn phù hợp với ring size từ 54 đến 57. Size rất là phổ thông, size rất là nhiều anh yêu thích. Cái size 54-57 là cái size được nhiều anh lựa chọn nhất. Và đây là một chiếc bật lửa kho, thiết kế phong cách thể thao, cũng được làm phân carbon rất là độc. Cũng có cổng bơm ga, hết ga thì các anh có thể là tự bơm được và điều chỉnh ga to nhỏ cực kỳ dễ. Ở đây thì các anh có thể quan sát được cái lượng ga, quan sát được lượng ga để chủ động cho mỗi chuyến đi của mình. Đây là lửa khò một tia. Đó, lửa khò một tia rất là mạnh mẽ. Cũng như là một chiếc gạt tàn. Chiếc gạt tàn này được làm bằng kim loại. Được làm bằng kim loại, và bên trong lòng này cũng được làm sợi carbon, cũng như là logo của nhãn hiệu màu đen. Màu đen phay xước, rất ấn tượng luôn. Đen bí ẩn. Cầm trên tay rất là chắc chắn bởi vì kim loại rất là chất lượng. Hàng được làm nguyên khối, chính vì vậy là nó rất là bền. Và đây là một chiếc cắt cũng được làm sợi carbon, chiếc cắt lưỡi cắt inox, và cũng phù hợp tương thích với ring size từ 52 đến khoảng 56 các anh nhé, phù hợp với những ring size rất là thông dụng hiện nay. Chiếc cắt đó, cắt rất nhanh nhạy cũng như là ngọt một điếu xì gà, giúp mình giữ vững được cấu trúc điếu xì gà, không bị ảnh hưởng đến cấu trúc và cũng như là hương vị của chúng. Ở đây thì chúng ta có một cái kệ đỡ xì gà, kệ đỡ một điếu. Ở ngoài ra thì chúng ta có luôn một cái khoan ở dưới này, khoan đục đó. Khoan đục ẩn giấu ở bên dưới này. Đó là lý do em bảo là 6 món nhưng mà thực chất là 7 món là như vậy, bởi vì chúng ta được kèm theo một chiếc khoan. Bộ set rất là đẹp và ấn tượng, gam màu đồng nhất tạo nên cho mình một cái phong cách rất là khác biệt, không đụng hàng với ai cả. Nếu mà làm quà tặng thì cũng cực kỳ ok, bởi vì nó rất là ấn tượng, rất là sang trọng. Anh chị nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh chị trên toàn quốc, hoặc là anh chị có thể đặt mua luôn ở trên website, và anh cũng có thể gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.